Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tuần tranh tài, giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội 2017 đã kết thúc. Đây là một giải thứ 9 được tổ chức tại Hà Nội. Hai tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang đều góp mặt trong trận chung kết ở hai nội dung đơn nam và đơn nữ. Trước đối thủ kém mình 12 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng tay vợt thành phố Hồ Chí Minh lại có khởi đầu chậm chạp trong những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, Tiến Minh đã sốc lại tinh thần và có những pha tấn công chính xác để đánh bại tay vợt người Malaysia Khosit Fevradat với tỷ số 21-14. Sang set 2, Tiến Minh chơi chủ động hơn và giành lợi thế ngay từ đầu khi liên tục dẫn điểm đối thủ. Với phong độ ổn định cùng thể lực sung mãn, tay vợt thành phố Hồ Chí Minh đánh bại đối thủ 21-16. Chung cuộc, Tiến Minh thắng cách biệt 2-0, qua đó bảo vệ thành công trước vô địch tại giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội 2017. Là các vận động viên trẻ của các bạn tiến bộ rất là nhanh. Nói chung thì vận động viên Việt Nam thì cũng có vài vận động viên cũng tiến bộ, nhưng mà sự tiến bộ của mình nó không nhanh bằng người ta. Người ta tiến 10, mình tiến 5-6. Quan trọng là họ có rất là nhiều vận động viên bằng cái đẳng cấp với nhau, họ cọ sát thì cái trình độ họ lên từng tháng luôn chứ không tính từng năm nữa. Trong khi đó là vận động viên mình mỗi tỉnh chỉ có 1-2 vận động viên giỏi thôi mà không được tập trung với nhau. Mà cái trình độ của mình thì bởi vì nó cũng khó mà tiến bộ nhanh bằng người ta được. Ở nội dung của nữ, Vũ Thị Trang đã thất bại 0-2 trước đối thủ rất trẻ người Thái Lan, Pompawee Chochuwong, đến với trận chung kết đã là thành công đối với tay vợt người Bắc Giang. Bởi trong thời gian vừa qua, Trang ít cọ sát nên thể lực cũng như cảm giác thi đấu không tốt. Với thất bại này, Vũ Thị Trang đã không thể bảo vệ thành công trước vô địch mà cô làm được ở mùa giải trước.